Thưa các bạn, vào giờ phút mình đang làm cái video này thì bà con Kỳ Anh Hà Tĩnh đang trên đường rút về sau khi đã chiếm thành công nhà máy Formosa Hà Tĩnh. Cái chuyện này nó xảy ra như một lẽ tất nhiên. Như đã hẹn từ trước, sáng nay bà con Kỳ Anh Hà Tĩnh đã nô nức kéo đến trước cổng nhà máy Formosa Hà Tĩnh. Cũng như đã hẹn từ trước, đến hẹn lại lên thì công an Việt Nam đã đứng ở đó chờ sẵn để mà đàn áp, trấn áp người dân để bảo vệ cho cái lũ hại nước hại dân Formosa. Nhưng cái mà họ không ngờ được ấy là bà con kéo đến mỗi lúc mỗi đông, và nghe đâu số lượng đến khoảng hơn 10.000 người. Khi mà người dân mà đã nhất đồng lên tiếng rồi ấy thì có độc tài hay là bố độc tài đi nữa thì cũng phải nghe. Và quá là đúng như vậy các bạn ạ. Ngày hôm nay cường quyền của công an gặp lòng dân đã quyết của người dân Hà Tĩnh ấy thì phải bỏ của chạy lấy người mà thôi. Mà nghĩ đi nghĩ lại mình chỉ thấy tiếc cho chính quyền Việt Nam. Sự việc xảy ra đến cái nông nỗi này ấy là do cái sự lèo lái chính trị thiếu khôn khéo của chính quyền Việt Nam. Tâm lý chung của người dân Việt Nam ấy là an phận thủ thường. Họ chẳng quan tâm đến thể chế chính trị, cộng hòa hay cộng sản, độc tài hay dân chủ. Cái mà họ quan tâm đến ấy là chừa cho họ một đường sống. Vậy thôi. Tham nhũng, hối lộ, dối trá, bất công, đàn áp, thế nào họ cũng chịu được hết cả ấy. Thế mà chính quyền Việt Nam đã giải quyết vụ Formosa như thế nào? Khi vụ Formosa mới bùng bét ra ấy thì họ cố gắng che đậy. Các tổ chức dân sự vào giúp đỡ người dân thì họ ngăn cản và bắt bớ, bỏ tù nhiều người. Sao Việt phản ánh lên tiếng cho người dân thì bị VTV đem ra đấu tố. Các chức sắc tôn giáo ra mặt bênh vực cho dân thì lăng mạ và sỉ nhục họ trên truyền hình và báo chí bằng những cái bài viết rất là rẻ tiền của dư luận viên. Người dân phẫn nộ quá, biểu tình mãi thằng Formosa nó mới chịu đàn nôn là 500 triệu đô. Thế mà chính quyền cũng nuốt luôn, không có phân phát đầy đủ như người dân. Và cái sai lầm nghiêm trọng nhất ấy là còn để cái quả bom Formosa to trả bát lửa ở giữa cái vùng đất những cái người mà đã bị ảnh hưởng do nó gây hại. Mấy ông bị điên hết cả rồi hả? Ngồi trên cao lâu quá rồi, gió thổi mát hết đầu rồi hả? Ảo tưởng sức mạnh vừa vừa thôi chứ. Nhìn lại thành quả của các ông đi mà xem. Người dân gặp nạn các ông không giúp, các ông mất lòng dân, đổ tố Phan Anh trên VTV. Phan Anh được người dân yêu mến, VTV mất lòng dân, chửi linh mục Nguyễn Thái Hợp, người công giáo nổi nóng, các ông lại mất lòng dân, nhận 500 triệu đô bồi thường không thích đáng, người dân oán hận, các ông mất lòng dân. Để quả bom Formosa to lù lù ở giữa Hà Tĩnh, người dân giật kiếp, Formosa nổ, các ông mất lòng dân. Mất lòng dân, mất lòng dân, mất lòng dân, làm gì cũng mất lòng dân cả. Vừa phải thôi chứ. Xem lại sử sách của các ông đi, và nhìn lại xem bây giờ các ông đang làm gì. Bắt sư, phá chùa Linh Trì, sỉ nhục linh mục, cướp nhà thờ. Vụ việc người dân Hà Tĩnh chiếm nhà máy Formosa là một hồi chuông cảnh tỉnh đến các ông. Lòng dân mà đã hiệp nhất ấy thì cường quyền thì cũng phải bỏ chạy. Cho nên tôi khẩn thiết nài nỉ, xin các ông đấy, hãy chịu khó lắng tai nghe lòng dân đi, hãy trả lại công lý cho họ để người dân còn được an phận. Nếu không ấy thì Formosa Hà Tĩnh ngày hôm nay sẽ là Ba Đình Hà Nội ngày mai. Thế đấy, lựa đi.